nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa qua đời vào ngày 24 tháng 7, hưởng thọ 87 tuổi. Trước đó, vợ của ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời vào ngày 6 tháng 7, hưởng thọ 74 tuổi. Lễ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ được tổ chức lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9 tháng 9 năm 1937 tại thành phố Huế, quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, sau đó học thêm bằng cử nhân triết ở Đại học Văn khoa Huế. Ông dạy ở trường chuyên Quốc học Huế giai đoạn 1960-1966. Năm 1978, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Hoàng Phủ Ngọc Tường là tác giả của các tập bút ký nổi tiếng như Rất nhiều ánh lửa, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1980-1981, Ngọn núi ảo ảnh, Rượu hồng đào chưa uống đã say, Miền cỏ thơm, tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 1999-2002-2007. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Ai đã đặt tên cho dòng sông, viết ở Huế năm 1981, từng được đưa vào giảng dạy trong chương trình ngữ văn phổ thông.